Xin chào các bạn, mình là thôi, tốt nhất là mời các bạn xem clip sau đây nhé. Thứ nhất là vì mình rất thích đi du lịch và mình cũng rất thích tham gia các cuộc đua, đặc biệt là các cuộc đua có các thử thách khó khăn để mình có thể bộc lộ được hết những khả năng của mình. Lý do thứ hai là vì cuộc đua kỳ thú đã từng có những ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới mình. Vì thông qua chương trình, mình mới có thể hiểu rằng không có việc gì là khó, mà chủ yếu là mình đã cố gắng hết sức hay chưa. Để lựa chọn một người nổi tiếng làm bạn đồng hành, hiện trong đầu mình đang có hai cái tên. Thứ nhất là MC Vũ Thái Dũng, MC của chương trình S Việt Nam, học tại trường hàng xóm với trường của mình. Và thứ hai là MC Ngọc Trai. Lý do mình chọn MC Ngọc Trai thì mình sẽ tiết lộ ở cuối chương trình. Phần giới thiệu của mình đến đây là hết và xin tạm biệt các bạn. Cái cảm giác đầu tiên á, khi mà các bạn nghe Prayer được thể hiện bởi bạn tên là Đinh Tiến Hoàng là gì? Phải chăng á, đó chính là cảnh lá mùa thu rơi trên cái dòng sông thu trôi lờ lững. Bên cạnh là đám cỏ mờ sương và... ơ kìa, có một cô em gái với mái tóc xu dài đang vẫy gọi ngọc trai. Trời đất ơi,